Chào bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý sản phẩm của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Thưa các bạn, trong video này thì Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn phương pháp điều trị hiệu quả căn bệnh tiểu đường chỉ từ 2 cho đến là 3 tháng với sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire đến từ Hàn Quốc này. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối dòng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire này, Kiều Anh đã tư vấn cho khá nhiều các khách hàng mắc phải căn bệnh tiểu đường điều trị hiệu quả chỉ với sản phẩm như thế này. Đầu tiên thì Kiều Anh sẽ chia sẻ một chút tới cô chú anh chị đang theo dõi video này về căn bệnh tiểu đường. Như chúng ta đã biết thì tiểu đường là một trong những căn bệnh mãn tính mà nhiều người mắc phải hiện nay. Tiểu đường thì còn gọi là đái tháo đường, chính là căn bệnh rối loạn do chuyển hóa insulin trong cơ thể của chúng ta và những người mắc bệnh tiểu đường sẽ là những người có lượng đường trong máu khá cao. Và khi chúng ta mắc phải bệnh tiểu đường thì sẽ có nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm, chẳng hạn như là mù lòa, suy thận, tim hay là thậm chí là có thể là tử vong. Theo một thống kê mới đây nhất của báo VN Express thì mỗi năm Việt Nam có khoảng 6% dân số mắc phải căn bệnh tiểu đường. À, và 29.000 người trong số này thì đã tử vong do những biến chứng mà tiểu đường mang lại. Ở à, những nhóm người mà rất dễ mắc phải căn bệnh tiểu đường à, là những người mà thường xuyên hút thuốc lá, có chế độ ăn uống sinh hoạt không lành mạnh, cũng như là lười vận động, béo phì. À, vậy phải làm như thế nào để điều trị căn bệnh tiểu đường này hiệu quả, cũng như là phòng chống được căn bệnh này? Thì ngay bây giờ Kiều Anh sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire đến từ Hàn Quốc, một trong những phương pháp được nhiều người lựa chọn sử dụng hiện nay để điều trị căn bệnh tiểu đường cũng như là hỗ trợ điều trị những căn bệnh khác. Sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire đến từ Hàn Quốc này là một trong những sản phẩm tinh dầu thông đỏ cao cấp. À, đây là một trong những sản phẩm được chiết xuất từ cây thông đỏ à, một trong những loại thực vật đã được nhiều nghiên cứu chứng minh rằng là có công dụng tốt với sức khỏe của người dùng à, và sản phẩm này thì được chiết xuất từ cây thông đỏ được trồng tại Hàn Quốc ở độ cao từ 1.300m đến là 1.700m ở tại những nơi vùng đất trong lành có khí hậu mát mẻ À, với sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc Red hai 120 viên này à, thì được ép và trưng cất trong vòng 1 tháng à, với 2,7 kg lá và vỏ cây thông đỏ à, chỉ cho một viên tinh dầu thông đỏ nhỏ thôi ạ. À, và ngay bây giờ thì Kiều anh sẽ mở hộp bên trong ra để các bạn có thể là quan sát kỹ hơn về cái viên tinh dầu thông đỏ này. Đây ạ. Ở ừ, như các bạn có thể thấy, sản phẩm tinh dầu thông đỏ này thì nó được ép và chiết xuất ở dưới dạng viên nang mềm như thế này. Thì khi sử dụng chúng ta có thể là dễ dàng hấp thu các dưỡng chất trong sản phẩm này cũng như là dễ uống hơn. Với một viên tinh dầu nhỏ như thế này thôi thì bên trong nó có chứa hơn 5.000 các loại hợp chất có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ điều trị lên đến 170 vấn đề liên quan với sức khỏe ở trong một viên tinh dầu thông đỏ như thế này thì có chứa các hợp chất vô cùng tốt chẳng hạn như là các vitamin, axit amin, tepen hay là các flavonoid và tinh dầu thông đỏ này thì nó được biết đến với một trong những công dụng vô cùng thần kỳ đó chính là hỗ trợ điều trị ung thư và đặc biệt nó giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả căn bệnh tiểu đường. Vậy tại sao sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire 120 viên này nó lại có tác dụng vô cùng tốt với việc là điều trị hiệu quả căn bệnh tiểu đường? Thì kêu anh xin được trả lời rằng trong một viên tinh dầu thông đỏ như thế này thì các vitamin có trong cái viên tinh dầu này nó sẽ giúp bảo vệ cơ thể, bảo vệ các tế bào trong cơ thể ở khỏi các tác động có hại của tình trạng nồng độ đường huyết cao ở trong cơ thể của chúng ta bên cạnh đó thì các vitamin này cũng giúp hỗ trợ điều trị căn bệnh tiểu đường hiệu quả hơn thứ hai đó chính là các axit amin có trong viên tinh dầu thông đỏ này nó sẽ giúp trong việc là điều trị tiểu đường bằng insulin được hiệu quả hơn cũng như là giảm thiểu tình trạng ở những tác động có hại của các loại thuốc tân dược lên cơ thể của chúng ta À vâng nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc thì đã chỉ ra rằng ở những bệnh nhân trong quá trình điều trị căn bệnh tiểu đường thì có quá trình hồi phục cũng như là ở chữa trị căn bệnh này hiệu quả hơn so với là những bệnh nhân không sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ redfly Bên cạnh đó thì các cô chú anh chị khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ này để hỗ trợ điều trị tiểu đường thì nó còn mang lại một số những tác dụng, những công dụng vô cùng tuyệt vời đối với sức khỏe của người dùng. ở Đó là chẳng hạn như là giúp tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta, phòng chống việc lão hóa sớm do thời gian hay là loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể, giúp cho cơ thể của chúng ta tránh khỏi một số tác nhân gây bệnh. Thậm chí là những căn bệnh như là ung thư hay là huyết áp cao Thì sản phẩm tinh dầu thông đỏ này cũng có thể là giải quyết được à Vâng, chỉ với một viên tinh dầu nhỏ như thế này thôi Đã hỗ trợ được rất nhiều các vấn đề liên quan với sức khỏe của chúng ta rồi à Và với sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire 120 viên tốt như thế này Thì chúng ta cũng phải cần có những cách uống phù hợp Để có thể là áp dụng được hết công dụng của sản phẩm này các bạn ạ À, với sản phẩm này thì các bạn nhớ nhé là một ngày chúng ta sẽ uống hai viên tinh dầu thông đỏ như thế này và mỗi lần chúng ta sẽ uống một viên trước khi ăn sáng và ăn trưa 30 phút. Các bạn nhớ nhé là trước khi ăn sáng và ăn trưa, chứ chúng ta không uống vào buổi tối đâu ạ. À. Bởi vì trong quá trình sử dụng sản phẩm này thì chúng ta cần phải uống nhiều nước để giúp quá trình đào thải độc tố diễn ra hiệu quả hơn. Thế nên là nếu mà như chúng ta uống vào buổi tối thì chắc chắn là sẽ bị đi tiểu đêm rồi. Thế nên các cô chú anh chị nhớ nhá, không muốn bị đi tiểu đêm thì đừng nên uống vào buổi tối ạ. À và với sản phẩm này thì khi sử dụng chỉ sau từ 2 cho đến là 3 tháng khi các bạn đi khám lại sẽ thấy là các chỉ số tiểu đường cũng như là ở khi chúng ta đi xét nghiệm hemoglobin thì sẽ thấy là các chỉ số tiểu đường thì sẽ được hạ thấp xuống mức bình thường. Với sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red hai 120 viên này thì chỉ sau từ 2 cho đến là 3 tháng sử dụng thôi thì khi mà chúng ta đi xét nghiệm lại hemoglobin thì sẽ thấy là các chỉ số tiểu đường được hạ thấp về mức bình thường như trước kia. À và trong quá trình sử dụng thì chúng ta chỉ cũng cần phải nhớ một vài điểm lưu ý nho nhỏ thôi. Đó là sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red này thì không sử dụng cho phụ nữ có thai, đang cho con bú và trẻ em dưới 10 tuổi. Chỉ cần lưu ý một vài điểm nho nhỏ như vậy thôi chúng ta đã áp dụng được hết ở những công dụng mà sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire này mang lại rồi. Kiều Anh xin nhắc lại một lần nữa, nếu như bạn đang mắc phải căn bệnh tiểu đường hay là có người thân bạn bè đang mắc tiểu đường và trong quá trình điều trị thì đừng chần chừ, đừng ngại ngần gì mà hãy ngay lập tức sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ redfi này để giúp cho quá trình điều trị được hiệu quả hơn và đặc biệt là giúp cho chúng ta hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Kiều Anh cũng xin được gợi ý một trong những địa điểm mà các bạn có thể là yên tâm khi mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ redfi tại đây, đó chính là Korea Shop 24h ở bởi Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc, cũng như là luôn có cách chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng. Thứ nhất, với những khách hàng đặt mua sản phẩm tại Korea Shop 24 giờ, thì Korea Shop 24 giờ luôn có chính sách giao hàng nhanh chóng. Với những khách hàng ở trong Hà Nội, chỉ sau khi đặt hàng 24 giờ thì đã nhận được sản phẩm rồi hay những cô chú anh chị ở ngoại tỉnh thì chỉ từ 2 đến 4 ngày thôi là đã nhận được sản phẩm. Thứ hai, Korea Shop 24 giờ với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ phục vụ khách hàng 24/24, trên 24, luôn luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của khách hàng từ khi bắt đầu sử dụng sản phẩm này cho đến khi là kết thúc liệu trình. Thứ ba, Korea Shop 24 giờ không chỉ phục vụ các khách hàng ở trong nước mà ngay cả các khách hàng ở nước ngoài như là anh Pháp, Đức, Mỹ thì Korea Shop 24 giờ cũng luôn có chính sách hỗ trợ giao hàng. Thứ tư, sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Pine tại Korea Shop 24 giờ thì có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như là có giấy tờ công bố sản phẩm thứ năm ở các sản phẩm tại Korea Shop 24 giờ thì đến từ các thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc ở như là Samsung, Quang Đông, hay là Cheong Songwon. Thứ sáu ở khi nhận hàng thì các bạn được phép kiểm tra hàng sau đó mới thanh toán và cuối cùng Korea Shop 24 giờ cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận hàng bạn thấy là sản phẩm không đúng với những gì mà video đã chia sẻ với những lưu ý cũng như với những tiêu chí như trên thì hẳn rằng các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm tại Korea Shop 24 giờ. À vậy phải làm như thế nào để có thể sở hữu trong tay sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire tuyệt vời như thế này ạ? À? Thì Kiều Anh cũng xin được gợi ý một trong ba phương thức để chúng ta có thể mua hàng tại Korea Shop 24 giờ. Thứ nhất, một trong những phương pháp đơn giản nhất đó là các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí cũng như là tư vấn mua hàng. Kiều Anh xin nhắc lại một lần nữa, đó là 0904 363 985. Phương thức thứ hai đó là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ở dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Thứ ba, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội ở để nhận được những ưu đãi nhiều hơn cũng như là nhận được những tư vấn ở trực tiếp đến từ các chuyên viên. Vâng, với một trong ba phương thức trên thì chúng ta không cần phải đi lại di chuyển quá nhiều mà đã có trong tay sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red 5 vô cùng tuyệt vời này rồi ạ. Đặc biệt, với những khách hàng đặt mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ redfi ở trong video ngày hôm nay, trong ngày hôm nay thì sẽ nhận được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Đó chính là giảm giá 200.000 dành cho sản phẩm tinh dầu thông đỏ redfi này, giảm giá 200.000 ạ. À. Và bên cạnh đó thì được tặng kèm theo những phần quá hấp dẫn như là tặng kèm thêm một chai dầu lạnh xoa bóp đến từ Hàn Quốc. Vâng, Kiều Anh xin nhắc lại đó chính là giảm giá 200.000 cho sản phẩm tinh dầu thông đỏ Red Fire này và kèm với đó là một chai dầu lạnh xoa bóp đến từ Hàn Quốc. Vậy thì cô chú anh chị còn chờ gì nữa? Hãy nhanh tay truy cập hay là liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ để đặt hàng sản phẩm thôi ạ. À. Và các cô chú anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quà chuông nhỏ thông báo ở dưới đây để nhận được những thông báo mới nhất về các video bổ ích của Korea Shop 24 giờ hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Chúc các bạn một ngày tốt lành, có sức khỏe dồi dào. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.